Có thể các bạn không tin nhưng chú chó Koji này thực sự là một chú chó cảnh sát truy tìm ma túy đích thực. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc một huấn luyện viên cảnh sát được nghỉ phép nên đã đi ra công viên chơi rồi gặp được một cô gái đang dẫn một chú chó Koji theo. Sau đó huấn luyện viên đã làm quen với cô gái và cũng đã biết được chú chó này tên là Phúc Tử. Vì thấy Phúc Tử rất là năng động nên anh cũng chơi đùa với nó. Và trong quá trình làm quen, anh đã phát hiện ra Phúc Tử thực sự có tiềm năng để trở thành một chú chó cảnh sát nên anh đã ngay lập tức kể cho cô gái nghe về tài năng của Phúc Tử. Còn cô gái sau khi nghe được thì đã rất hào hứng khi biết Phúc Tử có thể trở thành chó cảnh sát. Cuối cùng Phúc Tử đã được đến sở cảnh sát để huấn luyện khi chỉ mới 2 tháng tuổi và chỉ trong vòng 6 tháng, nó đã trở thành chú chó cảnh sát Koji duy nhất trong lực lượng cảnh sát. Dù tài năng đến thế nhưng Phúc Tử lại có một nhược điểm duy nhất, đó chính là chân ngắn. Mà chân ngắn thì lại thường dễ thương nên thường được các huấn luyện viên ôm trong lòng hoặc treo trên lưng như một con mèo. Và nếu không nhìn kỹ thì có lẽ bạn sẽ nghĩ rằng nó là một con chó nhồi bông. Thực ra vào lúc ban đầu, Phúc Tử cũng đi cùng với các chú chó cảnh sát khác, nhưng khi các chú chó khác bước được 10.000 bước thì Phúc Tử cần đi tới 50.000 bước nên các huấn luyện viên đã cho nó vào một chiếc ba lô rồi đeo lên lưng. Ngoài ra cũng có trường hợp một sở cảnh sát đã thu nhận một chú chó Husky để làm chó cảnh sát, nhưng chỉ sau vài tuần lăn lộn cùng thì chú chó Husky này đã bị tống vào chuồng lợn.